Hay quá các bạn, có đồ ăn luôn. Thì ra là mấy đứa kêu anh cho mấy đứa ăn. Ôi, ôi đụng được luôn nha các bạn, đụng được luôn á. Ôi, nó nút ngón tay mà luôn các bạn. Ây da, ôi, nút ngón tay luôn. Ôi, ôi, nút. Ôi, cân ngang xịn luôn. Rồi, đại tiệc luôn. Nhìn mê luôn. Anh không cho cá ăn khoái quá, cừ quá. Trời luôn em. Rồi nặng đã luôn á. Nó mà gốc cây. Mình cũng mê tùng đó các bạn, rất là mê tùng. Đã từng đầu tư 700-800 triệu mua tùng về. Cái bọng khống chế nước á, ngoài sông vô á, gặp nước sông mới lớn lên. Nó tràn vô ngập nguyên cái vườn của mình luôn. 700-800 triệu đã đi theo dòng lũ. Được cái tùng thì cái gỗ chắc, cho nên nếu mà bị lột da là người ta làm lũa luôn. Ok, chúng ta có thể đến gần cái thác này luôn các bạn. Đây là đầu nguồn thác ha, đầu nguồn. Ở đây thì có những cái trò chơi vận động dành cho trẻ em. Mình thấy là để độ tuổi tối đa 18 tuổi à. Cái dây an toàn trên đó đó, cái đường ray đó là ray để thắt dây an toàn. To ha. Đâu để mình selfie một cái. Ngồi ăn uống và quan trọng nhất là chúng ta có thể đem đồ ăn bên ngoài vô. Ha, thích ăn món gì đem vô. Chiều cao tối đa chỉ có 70cm thôi, cho nên rất là an toàn. Đây là khu vực của người lớn ha các bạn ha. Thành một cái khu phức hợp luôn, lên đây chơi là đủ đầy đủ dịch vụ luôn. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, chúng ta đang có mặt ở Mỹ Quỳnh Safari ha. Thì hiện tại bây giờ chúng ta sẽ vô cái khu vực hồ cá coi và có nhiều, rất là nhiều cây cảnh rất là mát mắt ha. Có những loại cây mà và đá rồi, cái thiết kế nó khá giống là theo cái gọi là cái design kiểu Nhật ha. Thì trước đó giới thiệu với các bạn, trước đây là cái cổng mình thấy khá là ấn tượng ha. Cái cổng này là bằng xi măng bê tông giả thôi, mà giả theo cái kiểu rễ nơm, kiểu bonsai cầu kiệu rồi các bạn. Ở trên đó được trồng những cái cây thiệt. Thì theo mình hỏi là ở trên đó gắn, nói chung là rất là cao ha, có gắn hệ thống tưới tự động ở trên đó hết. Thì mình nhìn khá là ấn tượng và độc đáo á. Cái cổng rất là hoành tráng luôn. Ok các bạn, giờ chúng ta đi vô đây là cái khu vực hồ cá coi và bonsai ha. Cái cổng này mình thấy cũng hay hay. Cái này được làm từ gì dây mây rừng ha. Đây là những cái dây mây rừng. Cái này anh em làm về terrarium, setup chuồng dành cho mấy con chameleon đồ này nọ các thứ á. Giống như cái chuồng chameleon ở nhà mình cũng xài chất liệu này nè. Thì cái đặc tính của tụi này được cái là nó rất là bền và rất là dẻo, chịu nước rồi ok, để ngoài trời là vô tư luôn. Đó, có điều gắn những cái bông này lên thì nó hơi hơi xến xến chút ha. Ok mọi người, đây. Đứng từ đây chúng ta sẽ nhìn được cái không gian, cái khu vực hồ cá coi ha. Được bố trí những cái cụm cây lá nhỏ, rồi những cây tùng, những cây si. Ở đây thì cái này, cái vườn này nó không thuần Nhật ha. Nó không thuần Nhật. Có những vườn là nó thuần Nhật luôn, nó sử dụng những cái chất cây, chất đá rồi là thuần Nhật luôn. Cá kiết ở trong đó thuần Nhật, còn này là nó pha trộn giao lưu văn hóa ha. Đó, giống như cây si này là của Việt Nam nè. Những cây tùng đó, cây tùng thì Nhật. Đá này mình nghĩ chắc cũng là đá Nhật nhập khẩu về nè. Đó, những em cá này thì mình nghĩ chất lượng cá nó cũng trung bình thôi. Đó, cũng có những con màu rất là đẹp nhưng mà nó có vẻ là hơi lem lem. Đây rất là nhiều luôn các bạn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan một vòng luôn ha. Rồi bơi thành đàn đẹp quá kìa. Đó, được cái bơi thành đàn rất là đẹp luôn. Ui. Cũng dạng dĩ hết chứ. Hello. Hello, phải có chút đồ ăn là anh dụ được mấy đứa ơi. Ôi. Ở bên kia có cái khu vực nghỉ rất là mát ha. Đây là một cái, đây là tùng nè các bạn. Vườn Nhật thì nó, vườn hồ cá coi thường thường nó trồng những cái cành tùng có cái dáng bay, đồ cành phóng đồ ra. Đó, nhìn nó rất là lãng mạn, cái cục đá màu xanh này rất là đẹp ha. Đá này nhập khẩu từ Nhật về, cái đá này. Màu xanh này rất là sang, rất là đẹp. Làm một cái cầu ha, thành một cái cầu. Đó. Ok, chúng ta đi qua bên đây. Quá đã rồi nè. Bơi. Nè, bên này nó đang bơi về. Đó.
cũng có những con cá rất là đẹp ha các bạn ha, cũng có những bạn cá rất là đẹp. Đó. Đây những cái đá này là những cái đá nhập khẩu hết nè, lót đường đi rất là đẹp. Những cái ghế này cũng làm, cái này chắc đồ giả quá, cái này đồ giả. Cái này đồ giả quá, không biết đồ giả hay đồ thiệt nữa, hay đồ thiệt ta. Không gành luôn. Nhưng mà làm design thành những cái ghế này cũng khá là ngầu ha. Ý như là cái gì ta, phim gì ta? Phim bộ gì của Mỹ á, Lord of King hả? Game of Thrones hả? Game of Thrones, mấy cái ghế. Chắc này hôm qua bị mưa ướt rồi, người ta đang đổ xuống để phơi cho ra nước đó các bạn. Đây có thác nước đó, trong cái thiết kế hồi đó coi thì nó phải có cái thác nước. Rất là mát ha, rất là đẹp. Có cái kiểu gọi là cái giống như cái đền thờ đá, đèn ở trong đó, để đèn ở trong đó. Đó. Ôi bơi nhanh chưa? Thấy gì mà bơi nhanh dữ vậy? Có đồ ăn không em? Ôi có đồ ăn luôn. Ok. Hay quá các bạn, có đồ ăn luôn. Giờ dụ được rồi, dụ được rồi. Thì ra là mấy đứa kêu anh cho mấy đứa ăn. Ôi, ôi đụng được luôn nha các bạn, đụng được luôn á. À, đụng được luôn nè. Ôi. Ôi, nó núp ngón tay mình luôn các bạn. Ây da, trời ơi, núp ngón tay luôn. Ôi da, núp ngón tay luôn kìa. Ôi, cưng à, cưng à. Đã. Quay cho các bạn coi những con farm xịn, rất là xịn luôn. Rồi đãi tiệc luôn. Ok. Đã phê quá các bạn. Đạp ba ta luôn. Quá đẹp, tất cả đã tụ tập về đây. Ok. Ui ui nhìn mê luôn. Cả ngàn con á. Ông anh không cho cá ăn, khoái quá, ông cừ quá. Rồi nặng đã luôn á. Ok, mình sẽ đi tiếp qua góc bên này ha. Đi lên cái phần thác coi có thấy được gì không. Hay trong cái thiết kế của Nhật thì luôn luôn có cái cầu đỏ ha các bạn ha. Này mà chị em qua đây chụp hình đồ này nọ cũng rất là đẹp á. Không gian rất là đẹp. Đây đằng đây nó có cái đường đi lên. Đó, giống như cây trang này, trang đỏ, trang vàng này là cây Việt Nam. Rồi tùng, mấy cái kia là tùng Đài Loan. Đó có cây tùng này dữ nữa các bạn. Tùng này đã. Tùng này chỉ có nhập bên Nhật về thôi chứ Việt Nam không có cây bự cỡ này. Cái lá tùng Nhật nó nhuyễn hơn. Nhuyễn hơn lá tùng mình. Nó nhuyễn mà nó nhọn hơn. Đó mà cái gốc cây. Mình cũng mê tùng đó các bạn, rất là mê tùng. Đã từng đầu tư 700-800 triệu mua tùng về trồng ở cái vườn sau nhà. Rồi cái năm đó xui quá, nó bị
vỡ cái bọng mà khống chế nước á, ngoài sông vô á, gặp nước sông nó lớn lên, nó tràn vô ngập nguyên cái vườn của mình luôn. Nước ngập 3 ngày, coi như là cây chết hết. 700-800 triệu đã đi theo dòng lũ. Ok, cây tùng này quá đã luôn á. Cái phần này nó bị lột da nè. Đó. Được cái tùng thì cái gỗ chắc, cho nên nếu mà bị lột da là người ta làm lũa luôn. Quá đự. Đẹp. Cây này tính bằng mấy trăm năm. Ok, bên kia cũng còn một cây bự nữa kìa. Mình thì có đi du lịch qua Nhật cũng mấy lần chơi, nhưng mà như bên Nhật á, người ta giờ người ta không có trồng cái tùng nữa các bạn. Mình thấy đa số là thông. Tùng này nhập từ Nhật về, mà như là có bao nhiêu nhập về Việt Nam hết, là người Việt Nam mê tùng. Mê những cái tùng Nhật này, tùng bự này, mấy cái biệt thự mà lớn đồ xịn xịn là phải có một cái đồi tùng ha. Tùng thì thường là nè các bạn thấy, ở đây người ta sẽ bố trí một cái đồi. Đó, thường những cái nhà xịn, nhà to rồi á, cái sân vườn người ta rộng á, người ta sẽ đắp một cái đồi lên. Ở trên đó người ta thiết kế đá cây thì giờ phối tùng đồ vô, thường là người ta trồng tùng, người ta trồng theo đồi đồi á, sẽ rất là đẹp. Rất là sang. Cây này cũng to vật vã luôn nè. Cây này nó bị bọng hả các bạn ha. Nhìn vô đây thấy trong nè, trong này nó bọng, chám xi măng lại nè. Đây bọng bên này. Bọng luôn, bên trong này là lũa. Đó. Lũa bên này nè. Cây bọng thân. Cây bự đã. Ok. Những cái đá này rất là đẹp ha. Đá này không biết nhập về hay của Việt Nam. Này giống cái đá gì ta, đá gì ngoài Phú Yên, Bình Định đồ á. Đá dĩa. Nói chung mình cũng không rành lắm ha, cho nên là chỉ đi tham quan nói thì có cái thông tin nào hơi sai hay là bị lộn, bị nhầm lẫn gì, mọi người thông cảm bỏ qua và có thể comment chỉ cho mình ha. Đó, chúng ta đang đi lên cái đồi. Này là tùng Đài Loan nè các bạn. Đó, tùng Đài Loan. Tùng này cái lá nó dày hơn, cái màu sắc nó tươi hơn. Cây kia cũng là một cây tùng. Rất là đẹp ha. Đó, những cây này xứ lạnh đồ này nọ thứ là nó mát mắt lắm. Nó không có đường đi lên cho nên là mình cũng hơi hạn chế dặm lên cỏ, mình đi theo cái đường này thôi. Đá này nó giống như nó có kim tuyến vậy nè. Chiếu. Mát quá. Ok, chúng ta có thể đến gần cái thác này luôn các bạn. Đây là đầu nguồn thác ha. Đầu nguồn. Đó, nước cấp tới đây chạy xuống. Nước rất là mát. Dơ. Cái này là cái gì? Rêu. Ui, dơ tay luôn. Ok. Chị em phụ nữ mà mặc áo dài hoặc là lên đồ rồi ra đây chụp hình đẹp lắm á. Ở bên kia mình thấy đang khu vực để đang xây dựng có vẻ là chưa xong. Nhưng mà ở đằng sau là có những cái nhà thấy giống như là khu phức hợp luôn. Có bán đồ ăn các thứ ở bên đó. Thấy có trà sữa nữa kìa. Nhưng mà chưa khai thác xong ha, đang xây dựng. Chưa có đường qua. Thì trong tương lai mình nghĩ sẽ có gọi là đầy đủ dịch vụ luôn, khu phức hợp mà. Để chúng ta có thể ở đây chơi.
Trên đây cũng là một cái đồi hoa. Cái này là cái cây trên đồi đó, là ở trong Nam Ngô Farm cũng có 4 cây. Bữa mình lúc mà mình làm cái clip mà dọn chuồng cho con Adapra, mình có khiêng 4 cây cho nó thẳng hàng ngang á các bạn. Nó là mai, mà không phải mai chứ thủy, mai gì á tự nhiên quên tên à. Có những gốc mai cũng rất là đẹp ha, mai. Mai lá nhỏ xíu. Đó, những cái bông này cũng rất là đẹp nè. Mấy tảng đá là đẹp quá, tảng đá là rất là tự nhiên, khía khía. À, hay này đá da vôi ta. Hồi đó làm tiểu cảnh có mua mấy cái đá này, không biết phải nó không, giống quá. Cái da của nó có những cái gân á các bạn. Gân rồi rất là giống cái da vôi, hay là nó ta, chắc nó quá. Mà mình thì mình mua làm bonsai mấy cục nhỏ nhỏ nhí không mà về cắt ghép lại, chứ không có tảng đá lớn này. Tảng đá lớn này sẽ mắc tiền hơn. Ở bên kia là một cái khu phức hợp ha, vẫn còn đang khai thác, đang xây dựng. Làm những cái nhà chòi cây như thế này nè, sau này có thể cho từng gia đình vô, có thể ngồi ăn trưa trong đó, nghỉ ngơi. Các bạn thấy không, nãy mình nói á, này nhìn đây góc này sẽ thấy nguyên cái đồi nè. Đó, nhà nào có điều kiện đồ này nọ là thể làm một cái đồi, trồng cây, trồng tùng ở trên cao. Mà cây được trồng ở trên đồi các bạn, thường nó sẽ tốt. Tại vì nó ở trên cao thì các bạn biết rồi, nó cây thì nó cái vấn đề lớn nhất là nó dễ bị ngập úng cái rễ. Thì mình trồng ở trên cây là mình hạn chế được điều đó ha. Nước thì nó thoát rất là nhanh. Đây là những cái rãnh thoát nước nè. Nếu mà mưa lớn ở trên đó, nước nó xả xuống đây là nó đi theo cái đường thoát này, nó không có ngập úng trên kia. Đó. Ồ, đằng kia mình thấy gọi là cái dạng lọc của chắc cái hồ cá coi quá. Cái tên là gì nãy em nói quên rồi ta. Bucky hả? À, gọi là Bucky lọc. Bự dữ. Đây bạn, đây là cái Bucky lọc ha, cho cái hệ thống hồ cá coi. Nước chạy qua 3 lớp ha, 3 tầng. Đó, nước bơm đầu vô ở trên đó đó. Đầu nó chạy xuống đây, lọc qua từng ngăn. À, mà không biết cái này mà sử dụng cái chất liệu sắt hay cái ba cái ten sắt nó ra có ảnh hưởng gì tới cá không ha. Đây các bạn, nước chảy từ trên xuống đây, đầu chảy ra đây. Chảy ra đây bắt đầu bơm ngược vô hồ lại. Nè, ở đây có những cái chổi lọc nè. Đó, ba vớ cặn rồi nó sẽ bám trên đó. Ồ, mấy cái này là cái gì quên rồi, cái bông đó là tự nhiên quên tên nó tiêu rồi. Tường vi. Đó, hoa tường vi hay là tigon gì đó ta, chắc tường vi quá. À, mà nó ở dưới cái phần thân đó, người ta uốn éo nó thành nguyên cái bình luôn, rất là hay ha. Hình như cái này là người ta mua mấy cái bình gốm mà của Trung Quốc á, mấy bình giảm giảm á các bạn, xong người ta trồng từ nhỏ lên, người ta uốn éo nó cái bình luôn, xong mà khi mà nó lớn rồi nó định hình được, người ta đập bể cái bình bên trong đó, là người ta lấy ra là nó có cái khuôn giống vậy. Đây bên này, mặt bên này cũng rất là đẹp nè ha. Cái tùng đó là tùng Đài Loan, cái màu lá nó sáng hơn, nhìn vô thấy nó sáng rực rỡ ra, nó đẹp một cái góc. Sướng có chỗ này chiều ngồi uống trà rất là đẹp luôn. Nhưng mà có cái máy này nghe đây ồn quá, mất phê. Phải yên tĩnh hơn chút xíu nữa. Chỉ làm một cái vườn Nhật ha. Khỏi vườn Nhật, vườn Việt Nam cũng được nữa. Đó, mát mẻ chút xíu, có cái hồ cá nhỏ nhỏ, có cái thác nước xuống đó, ngồi nghe tiếng suối róc rách đồ, xong rồi vài con chim hót nữa, trời ơi, coi như là cuộc sống nó không có bon chen gì hết, quá là thoải mái luôn. Rồi, ok mọi người, coi như là nãy giờ chúng ta đi tham quan cái khu vực hồ cá coi, cũng như là
bonsai cây cảnh ngắm để cho tâm hồn nó dịu mát lại ha, sau những ngày mệt mỏi căng thẳng. Ok, hy vọng là nãy giờ mọi người đi tham quan với mình vui, có cái sự trải nghiệm cho cá ăn, thấy nó đớp hồi nãy có con nó nút cái ngón tay mình luôn các bạn, rất là cưng, ẩm lên xém ẩm được luôn mà nó trơn, cái da cá nó rất là trơn ha. Ok, hy vọng là nãy giờ mọi người có thể đi tham quan vui vẻ với mình. Ok các bạn, thì ở Mỹ Quỳnh Safari còn có một cái khu vực trò chơi trong nhà ha. Đây có cả cái bản đồ đây, bản đồ tham quan đây. Đó, mình đang ở vị trí này nè, trò chơi trong nhà. Thì mình sẽ đi tham quan cái khu này một cái, xong mình đi vòng qua kia là nó có cái công viên nước, rồi khu resort nghỉ dưỡng gì đó. Mình sẽ review cho các bạn coi ha. Ở đây thì có những cái trò chơi vận động dành cho trẻ em, những cái bạt nhúng như thế này nè, rồi những trò chơi về leo trèo đó. Thì cái này nó phù hợp với các bạn trẻ ha, mình thấy là để độ tuổi tối đa 18 tuổi à, còn hàng 40 như mình thì nó không cho vô. À, cái này đi gia đình có trẻ con đồ này nọ thì cho các bạn nhỏ vô đây chơi nó vừa gọi là chú mát một chút xíu, tại ngoài kia là không gian ngoài trời hết rồi, chúng ta sẽ đi nhiều ngoài nắng thì vô đây vừa chơi được và cũng chú mát được. Đó, đây là những cái khu mà leo trèo nè, này phải có dây an toàn hết á, chắc là phải có dây an toàn trên hết đó, cái đường ray đó là ray để thắt dây an toàn, các bạn leo thử thách mình qua những cái lỗ này ha. Nói chung là một cái kiểu trò chơi hoạt động cũng rất là hay. Còn đây là chúng ta thường thấy trong những cái bộ phim tình cảm ha. À, ngựa quay. Này là có xe đụng. Đây có quán cà phê luôn ha các bạn ha. Nói chung là khuôn viên này là quá rộng. Khuôn viên này đón ngàn người chắc cũng ok, rộng quá. Rồi bên đây nhà banh. À, các bạn nhỏ đang chơi xếp hình Lego. Hello. À, giờ gặp lại con. Rồi đây có con cái miệng khủng long Godzilla. Hello con. Sao con? Kênh của chú tên là Nam Ngô Farm. Dạ. Nhớ chưa? Nam Ngô Farm nha. Ok. Đây có con King Kong. To ha. Đâu để mình selfie một cái coi. Chụp tấm hình post Facebook coi. Sáng giờ chưa có post tấm nào Facebook hết. Ok. Ok, thank you em. Rồi ok bạn, cái khu vô chơi trong nhà thì nó nhiêu đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi ra cái khu hồ nước bãi biển ngoài kia để mình coi có gì hấp dẫn không, mình quay cho các bạn coi ha. Trên này là cả một bầu trời đầy mây. Ok các bạn, thì bên đây cái khu vực bên này nó còn có một cái công viên nước cho các bạn nhỏ ha. Nãy giờ mà đi vòng vòng nắng quá là chui vô đây bơi luôn. Thì bên này là biển nhân tạo nè, biển hồ nhân tạo có tạo sóng luôn ha. Đó. Còn khu vực bên kia là hồ bơi. Đó. Phía bên này là có cầu tuột nè. Đó, có cầu tuột và những cái
trò chơi dưới nước đồ này nọ ở khu vực bên kia. Thì ở đây là bạn nào muốn bơi, chúng ta muốn bơi chúng ta phải mua vé mới vô được. Thì mình chỉ tham quan quay review sơ sơ cho các bạn coi thôi, chứ mình không có vô trong được. Đó thì cũng bên kia mọi người ta cũng đang rất là bơi, rất là mát mẻ ha, rất là vui. Rồi ok, cái khu này nó quá rộng luôn, mình đi mãi mà chưa hết, mà vẫn còn đang tiếp tục phát triển ha. Có khu resort bên kia tùm lum tà la nữa. Nhưng mà mình mong chờ là trong tương lai thú sẽ được nhập khẩu về nhiều hơn nữa để đi coi cho nó đã hơn nữa. Ok mọi người. Để coi cái vé vô hồ bơi nhiêu. Đây. Rồi vô công viên nước mà trên 1 mét là 100 ngàn, còn trẻ em dưới 1 mét là 40 nha các bạn. Ok, khu bên này khu resort nè, đang triển khai. Rộng. Phòng tắm trắng. Ủa lộn, phòng tắm chán. Tắm chán là cái gì? À, tắm nước sạch lại á. Hết hồn, tưởng vô đây có phòng tắm trắng luôn. Để các bạn nhìn ở góc này thấy những cái cầu tuột đó cũng gọi là uốn éo rồi, cũng khá là hấp dẫn ha. Nhưng mà tiêu chuẩn công viên nước thì như đây chưa đủ, đây là mà... Vậy là ít quá, mấy cái trò chơi mà cái công viên nước giờ nó phải gọi là nó đã hơn. Nó gắt hơn. Này tuột tuột thấy vậy chứ mau xuống lắm. Ok các bạn, bên kia còn một cái công trình gì đó đang xây dựng nữa. Thì mình nghĩ sau này một thời gian nữa thì khi mà nó hoàn thiện sẽ cũng khá là hoành tráng á, tương đối là hoành tráng và đầy đủ các dịch vụ cho gia đình mình có thể enjoy chơi á. Còn ok, cái buổi đi du lịch chơi ngày hôm nay để quay review cho mọi người coi, để mọi người có thêm một cái điểm đến để dẫn các bé đi chơi vào những ngày hè cũng như những dịp cuối tuần á. Ok các bạn, đúng ra là không có được vô đâu, nhưng mà tại vì ảnh thấy cũng dễ thương quá, ảnh dẫn cho vô tham quan luôn chứ mua vé mới vô được. Rất là rộng luôn, khu vực hồ bơi rất là rộng luôn ha. Bên đó là trẻ con ha anh? Hồ trẻ em. Độ sâu tối đa là 7 tấc. Coi như là tối đa có 70 thôi. Rất là an toàn ha. Cái hồ rất là rộng. Có mấy cái cầu tuột múa hơi bên kia. Khu vực nhà gỗ thì khách sẽ miễn phí mọi thứ, bàn, ghế, dù, phao ở trong đây là miễn phí hết. Áo phao là miễn phí hết. Coi như là có áo phao, có mấy cái phao hơi hình con cá heo cả các bạn. Rồi dù ghế, nói chung là tất cả mấy cái này là miễn phí hết ha. Chúng ta mua nước, mua đồ thì mới tính tiền thôi, chứ còn những cái tiện ích tới đây là cứ sử dụng miễn phí. Có thể bạn bè mình mang thức ăn, bia gì đó vào giải khát ở trên nhà gọi. Được, mang thức ăn ngoài vô. Rồi, cái điểm này hay nè các bạn. Anh em cuối tuần mà có thể tụ tập cho các bé đó, gia đình, mấy gia đình tập hợp lại các bé thì bơi ở trên này có thể ngồi ăn uống. Và quan trọng nhất là chúng ta có thể đem đồ ăn bên ngoài vô ha, thích ăn món gì đem vô. Ngồi liên hoan thôi. Đó, đây là khu vực hồ bơi của trẻ con ha. Chiều cao tối đa chỉ có 70cm thôi, cho nên rất là an toàn. Ồ, đẹp quá. Rất sạch, nước rất sạch. Lúc nào cũng sạch. Anh thấy nguyên cái hệ thống lọc ngoài kia quá trời bự, nguyên cái phòng hệ thống. Đây còn hệ thống đó là riêng cái hồ lớn, đây là hệ thống lọc. Đây là cái nước hồ biển nhân tạo. Nước mặn không anh hay là nước ngọt? Đây là nước ngọt hết. Nước ngọt. Có hệ thống đang mở lọc á. Hệ thống đang mở lọc á các bạn. Thì ngưng sóng là nó chạy lọc. Liên tục. Sóng đang cao mấy mét không? Hồ này thì sóng khoảng tầm 1 mét. Sóng tầm 1 mét. Nó cũng theo cái hành trình đó, nó nhiều kiểu lắm. Dạ. Nó có hành trình, nó có nhiều cái kiểu lên sóng. Nó đang nó ngưng sơ, khi mà nó ngưng chạy sóng thì sẽ chạy lọc. Nắng quá muốn nhảy xuống bơi luôn các bạn. Nắng quá muốn nhảy xuống luôn á.
Công nhận cái nó rất là thoáng ha, rất là rộng ha. Đúng. Nhìn nó thoáng con mắt. Ở đây khu vực này có ngày chứa cả 1.500 khách nữa. Oh, nãy mình đoán sơ sơ nói này chắc đón cao điểm 1.000 mà thật ra tới 1.500 rồi các bạn. Khu vực nhà gỗ không rồi đã 800 rồi. À. Quá ok, bởi vì em lựa ngày thường em đi để em quay clip chứ coi đi ngày khác đông lắm. Đoàn có lúc là đón đoàn cùng một lúc luôn là 1.500. Yeah. Có thêm cái máy nhà máy vòm để tăng cường ha. Tăng cường khách. À, trong đây còn là 800 khách. Mấy cột phải gỗ hết ha. Gỗ. Dữ á. Gỗ. Nhà gỗ như cột đình. Dạ. Cột phải gỗ dữ không à. Có hệ thống âm thanh đầy đủ. Nếu mà đoàn là sẽ phục vụ âm thanh hết. Dạ. Bên kia là khu trò chơi cảm giác mạnh hay gì anh? À, khu trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời. À, khu trò chơi cảm giác mạnh ngoài trời ở bên kia. Còn bên đây là khu vực của người lớn ha các bạn ha. Người lớn có máng trượt. Có hệ thống máng trượt đồ. Trượt xuống. Quá trời rộng. Còn mấy cái cột bên kia là làm gì anh? Mấy cột đen đen á? Đó là quảng trường. Quảng trường đang thực hiện cái máy che di động cho cái khu quảng trường cho nó bớt nắng. À. Rồi nhà hàng. Dạ. Ngày cuối năm nay là bên đây là nhà hàng. Nó đang vô khâu hoàn thiện rồi. Dạ. Thành một cái khu phức hợp luôn, lên đây chơi là đủ đầy đủ dịch vụ cái luôn. Này cái cổng nó sẽ là cổng mà để đi vào cái khu resort rồi nhà. À cái cổng bên này. À, bên đây nó sẽ khách với cái khu gì thứ là. Ở trên kia cũng có hai bạn kia. Cứu hộ công viên nước có khách review tới rồi có nhắn gửi gì rồi. Bây giờ cứu hộ mà chặt giò. Cứu hộ té chặt giò. Amazon hả? Amazon. À, công viên nước ha, leo lên tuột xuống. Bên kia các bạn có cái khu trò chơi cảm giác mạnh á, đưa lên cao rồi rớt rơi tự do xuống á. Mà mấy trò này nói sợ thì mình không sợ, nhưng mà tại vì mỗi lần mình chơi xong á là mình bị nhộn nhạo. Ok, cảm ơn anh nhiều. Chơi xong bị nhộn nhạo cho nên là mình không có muốn chơi nó, chứ còn sợ thì cũng không có sợ. Ok các bạn, hên quá được đi vô đây quay luôn toàn cảnh cho mọi người có cái nhìn nó tận mắt và nó rõ ràng hơn là đứng ở ngoài quay lấp ló ha. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Ok.